Vâng, mùa đông ấm hơn thường lệ ở miền Bắc cũng một phần nguyên nhân đến từ hiện tượng El Nino hoạt động mạnh nhất trong vòng 60 năm qua. Chưa khi nào cụm từ El Nino lại được nhắc đến nhiều như trong thời gian vừa qua và gây ra nhiều thiệt hại cho khắp các vùng miền trên cả nước. Phóng sự sau của VTC14 sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về những tác động này. El Nino trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này có vẻ như hơi ngỗ ngược, nên mỗi khi xuất hiện đều gây ra những tác động lớn đến khí hậu trái đất. Bản chất của hiện tượng này là các dòng nước nóng trên bề mặt thông thường tích tụ tại phía đông Thái Bình Dương, đột ngột dịch chuyển về phía Tây, dẫn đến mưa lớn tại miền Tây của châu Mỹ, nhưng lại gây hạn hán ở Đông Nam Á và châu Úc. El Nino là một hiện tượng tự nhiên. Thực ra cái bản chất nó là cái sự gia tăng cái nhiệt độ bề mặt nước biển và nó tạo ra một cái sự cái dòng trước đây nó gọi là cái dòng nước nóng. Đấy, nó luân chuyển ở phía Nam Thái Bình Dương. Thế thì cứ mỗi khi mà có cái hiện tượng gia tăng của cái mặt nước biển, mực nước biển, nhiệt độ nước biển trung bình đó, nó chỉ khoảng 0,8 hoặc là 1 độ thôi. Như năm nay thì hơn, năm nay là có thể đến khoảng 2 độ, hơi gần 2 độ gì đó. Thế thì cứ mỗi khi nó lên như thế thì nó tác động đến hệ thống khí hậu của trái đất. Quả thực trong năm qua, hạn hán và nắng nóng đều vượt các mốc khí tượng ghi nhận trong lịch sử. El Nino kỳ này khởi phát từ cuối năm 2014 và đã có tác động trong cả năm 2015, đồng thời có khả năng tiếp tục duy trì cường độ mạnh trong những tháng mùa đông xuân tới. El Nino gần như là mất mùa bão trên khu vực Thái Bình Dương. Bão vào Việt Nam thì chỉ có 5, nhưng đổ bộ trực tiếp thì chỉ có 2, thấp hơn trung bình nhiều năm. Bão ít, mưa cũng ít, dẫn đến thiếu nước nghiêm trọng trên toàn bộ hệ thống sông suối. Mùa khô sắp tới đây sẽ còn khốc liệt và gay gắt hơn cái mùa khô vừa rồi. Bởi vì năm 2014 chúng ta đã ít mưa rồi, 2015 lại ít mưa nữa nên là các cái tích trữ nước và các cái hồ chứa nước nó vẫn không đủ ở cái khu vực miền Trung, đặc biệt là Tây Nguyên. Tây Nguyên, miền Trung và một cái việc nữa là do năm nay không có lũ ở đồng bằng sông Cửu Long nên cái xâm nhập mặn năm nay sẽ xuất hiện sớm hơn và sâu hơn vào trong phía nội đồng. Một cái điểm cũng đáng lưu ý của đầu 2016 đấy chính là cái hiện tượng El Nino nó sẽ làm cho cái mùa đông năm nay nó sẽ ấm hơn và ít cái rét đậm rét hại hơn. El Nino gây hạn hán khiến 95.000 hecta diện tích lúa và hoa màu ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ thiếu nước. Đặc biệt tại tỉnh Ninh Thuận đã có hơn 6.000 hecta đất lúa không có nước để sản xuất, khoảng gần 23.000 người không đủ nước sinh hoạt. Tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn xuất hiện sớm và cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai công bố thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2015 lên đến hơn 8.000 tỷ đồng, trong đó một nửa là do hạn hán, thiếu nước gây ra. Chúng ta biết El Nino không phải là biến đổi khí hậu, nhưng mà biến đổi khí hậu nó làm cho El Nino mức cái tần suất xuất hiện nó nhiều hơn mà cũng như mức độ khốc liệt nó lớn hơn. Năm 2015 là năm có El Nino là mạnh, có người thì có đánh giá cho là mạnh nhất trong lịch sử, nhưng mà phải nói là rất mạnh. Và chính vì hiện tượng El Nino đã gây cái cực đoan khí hậu ở nhiều vùng thế giới và đặc biệt ở Việt Nam. Đến tháng 11 mà chúng ta thấy hôm nay mới là có cái lạnh đầu tiên. Dự báo El Nino vẫn còn hoạt động mạnh từ nay đến tháng 3 và có độ trễ thêm 3 tháng nữa. Điều đó cũng có nghĩa Việt Nam chuẩn bị đối mặt với một mùa khô được đánh giá là khốc liệt nhất trong lịch sử.